Điều gì xảy ra khi mà mình sử dụng glucosamine mỗi ngày? Glucosamine nó có hai loại, đó là glucosamine HCl và glucosamine sulfat. Tuy nhiên, khi mà mình sử dụng glucosamine sulfat, nó là một trong những cái loại glucosamine chống viêm và nó tái tạo cái sụn khớp của chúng ta tốt hơn. Nó an toàn hơn so với cái loại glucosamine HCl. Và nó được chiết xuất từ vỏ tôm, vỏ cua, vỏ sò nên nó khá an toàn và nó lành tính hơn cho chúng ta. Đặc biệt trong cái loại glucosulfat này này, nó còn có cái khả năng là nó hỗ trợ, nó tái tạo ở cái vùng sụn khớp bị tổn thương. Thì đây nó là một trong những thành phần vô cùng quan trọng trong cái việc là nó giúp cho chúng ta tái tạo và bảo vệ cái sụn khớp. Thì mình cũng có thể là sử dụng cái loại glucosamine mà nhập khẩu chính hãng từ Mỹ, đó chính là Glubimix. Và trong cái viên uống này, thành phần chính của nó là glucosamine sulfat kết hợp với sụn cá mập và MFM và cái bột vẹn xanh, vân vân, rất là nhiều những thành phần khác nữa. Và cái sụn cá mập này nó được biết đến như là một cái nguồn mà bổ sung dinh dưỡng có nhiều cái lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Nó giàu cái chondroitin và cái glucosamine, và hai cái hợp chất này nó hỗ trợ, nó giúp cho sức khỏe khớp của chúng ta tốt hơn và nó tái tạo cái sụn hơn. Và cái sụn cá mập nó cũng có thể giúp cho chúng ta giảm đau và giảm đi cái tình trạng cứng khớp và viêm khớp, đồng thời nó cải thiện cái chức năng vận động. Ngoài ra, sụn cá mập nó còn chứa các protein và các cái peptin, nó có cái tính chất là chống viêm và các khả năng mà ức chế của các cái mạch máu á, từ đó nó cũng có thể là hỗ trợ và phòng ngừa những một số bệnh về ung thư. Như vậy, khi mà chúng ta bổ sung cái viên uống glucosamine Glubimix này, nó hỗ trợ chúng ta làm trơn cái ổ khớp, nó giúp cho khớp chúng ta hoạt động một cách linh hoạt hơn, mạnh khỏe hơn. Hãy liên hệ cho dược sĩ Diễm Thí để được tư vấn kỹ hơn khi mà mình bổ sung glucosamine qua số điện thoại 0399 82 84 7979.